hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ tô màu nha các bạn. Cái đẻ cho vào đón bố mẹ. Rồi lớp phụt. Bật nghe cái bật mình. Bật cái giật. Rồi. Không. Vậy em đâm vừa các bạn. Mẹ. Anh công chỉ cố ý không có tiền. Đúng không cơ? Thế là được đi chơi à? Ngon lắm nhỉ. Chơi đâu? Hà Nội ơi. Thích gì? Chả tí tí thân. Đây hai người em là cả tháng này chưa đi đâu đây. Đúng không vậy? Rồi mình sẽ bộ hai đầu của mình lại nha, hai đầu vòng của mình lại nha. Ôi lại có ảnh chụp, lại có ảnh đăng rồi, ngon. Lại mặc cái bộ cái hôm đi ăn cỗ này chụp đẹp phết. Chả thế. Đẹp mà, đẹp. Chứ cứ con người vậy chả bài gì. Tôi mua cái thằng nhà mấy thằng quý mấy anh tôi mua là tôi gọi được bữa thế không gọi được anh à thế đi không để anh còn nghe nhé. Nhớ bảo con nào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Tôi quên rồi. Tôi mò sao. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay màu.
có 4 triệu rồi. Bây giờ em thử xem có giúp được nào không. Giờ mình sẽ bắt đầu với là màu xanh lá lại nhé mọi người ơi. Ngân hàng của chị là gì? Tên ngân hàng. Không biết. Không tin thôi, tên đăng ký ngân hàng ấy. Hả? Tên đăng ký ngân hàng ấy. Em mà nó có bay vào tài khoản chị thật không? Thì em chạm bên con đội thì thủ đô con Nguyên đã thủ đô Nguyên em xem đây có phải đây nhỏ không số tài khoản của chị là gì 3 4 đâu anh không 3 đấy thì xem tiền nó vào chưa? Quay xong đã. Ok, và đóng cho xong rồi. Mình sẽ xỏ thêm 4 hạt, 4 hạt màu hồng nha mọi người. Vậy tôi màu sau nhé. Chào tất cả.